nhân sản na chả bây giờ nên mà bắt nó bây giờ muốn đã xin na cái thứ chuyện khai chén xin tư đã đi chơi ba đã nói li yun nữa đã nói nay tổ à nay tổ li nè nay tổ li cứ tao tặng ăn khẩu yêu mua món nọ đã nói chơi của tôi đã hoạt khi bắt lúc chơi là nữa bây giờ ổn đi bắt lúc chơi à đã nói nhảy chỗ hành tây nói nhảy chỗ à đã xin nè ở chỗ nói chơi chơi à chua hành nè đậu đây là 50.000 tiết nhau. Ơi chị cho phép à cú hai lùng bóng thiết lùng nhá nào xin nữa cho mới vừa lúc này lúc sợ là chị khi tao tội một món cho nó cho là sống sống lên nó muốn cho trò đu gì à hiểu món đo đo lên nó ở nên một cái này đó chị cho nó gặp cây hoặc cây nó nói ủ cây á ở muốn đo đo lên nó chị hiểu món à cho nó dàn dây này hiểu món chị đo đo hào hiểu món hào món hào món hào món chị hào lên nó món chị hào lên nó món chị hào lên nó món hào lên nó ấy sẽ chạy nó xem mà ờ giờ mới đây trào hậu nữa lúc sau này chị thì tao lâu chẳng đây trào hậu mới chẳng đây là trào hậu mới hậu được khỏi chị thế liền ở xe nữa lúc sau này chị chẳng nói cho tao nói yêu món thanh nữa yêu mấy món thanh họ lúc tận đây này lụa à dày nè à dày nó nữa từ ở xe lại kia họ giờ tao nói chị xe vấn đề ờ chị nói chị dày tôi mầm mao lại nữa giờ tao nói lại tiếng nếu xe đấy tỏ nữa yêu kia cho tao nó nếu đất đá chỉ có bạn ấy thay cho nên sai phút này là bạn này lên nhé mọi người. Đi quái này, nó vào YouTube này. Đi đâu quái này. Họ tận nói chị cho chẳng cái mùa ở khi tôi tự mua chàm cho họ luôn nói yêu món thanh thi này bọn thành cái thanh thi ừ cái món thanh mà cá sao đi ứng bây nó là khi nào cũng mà sai chị nên chạy nhau nhau cho tao khi ta sẽ mày ít lẻ mày khi hành á ở tận nói chị cho cụ tao tự mua chọn đỏ nó cho đỏ cho đỏ hành chặt đỏ mua chàm cho họ chọn dây lên nó nữa nên bộ bao của thiệt của chị chạy vô tôi non ra lắm mà lúc nào đây bộ bọn tài tiệt cũng không quá hành này chụp hơi gì lúc là quý không quá hả à rồi sửa này chị chọn gái mụ ở bên ta ở yêu món thanh à thì tôi dùng như nó lỏ đây là sai của em mới cho hoàn chỉnh à của mới à tôi chân à cho hoàn chỉnh chọn gái mụ nó olino cho cọ nửa đã đã ấy chị dễ khá lên nó nên thì mình khỉ ở nhà cô chọn gái mụ sai mà cũng hình hành đi thì chụp hơi gì nên bộ bọn linh đàn à sao chết cho hay tiệt à chị nên mà nhà tao làm nó gái muốn thanh nên nó nè nhà thì nên thì chưa tao nó là hay lỏ lỏ ấy thế tao non thanh dạng đi pe nó nè rồi nó chế pe của tao à chỉ cho xanh xưa sợ ai tiệt chỉ cho xanh xưa là nhiều tao chả biết nó hả chả mới gì nên bọn chàng mà nên chính chàng nó chàng thì chính chàng là những tại này xịt ta xịt mà chả mới gì tuy ai tiệt à tuy ai tiệt lúc trẻ nó vậy thì tao mới chẳng quay rau nó này à chưa quay rau thì tao là quay canh nó ở liệu tao quay canh hoặc của tao là say chẳng chè nó của chả có làm thành nào nó chả mới gì tuy ai tiệt của hai lưỡi mỏ xịt chè nhưng không mua khẩu mè cái khẩu lo thì em cũng một cái nghĩa quan anh là nên sao phải đi chặt thì à em à nên sao phải đi chặt nó là à nó là say của dẫn cá đi nó thế bên dẫn cá này à dẫn nó nhau của thanh nghe à của thay ra nè của thay ra chân gần gần á của thay ra cho nên sai nữa wow 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 khá hay nữa không cụ hay mà thiết kế là hôn hôn cao thì thằng này giá trị nữa là ừ lúc sẵn chị của chúng mới cho nó sống tạm đi nó lại mà của chúng mất sống lại chị nên sao sẽ buồn dễ cả lúc sẵn là chị bây tí dòng ba bây dòng mù nhắn đọc khỏi chai ua bếm ba chê nè ừ lúc sẵn là chị bây tí tôi chưa đọc khỏi chai nó lại nhưng mà bọn tỏa chị bây mua bay tao đi nó buồn dễ cả thì á ơ nhớ là của chị cho khai nên là ai tiền à bây ổn đi nói nhớ ổn đá chi nè nó ít bên này bảo bọn nó chẳng nói chị của nó thay rê rê cho nên sao nhân vật chính đã xuất hiện rồi mọi người ơi. Thì hôm nay là nhiệt cho tỏ này cái nút dùng thì có chị ấy lại gửi tiền cho tụi mình thì chị ơi chị cứ gửi tụi em hơi ngại nhận rồi á đây cũng là cứ coi như ở đây là lần đầu sinh nhật của tụi em thì chị gửi lần này thôi nha chứ lần thứ hai thì đừng có gửi cho tụi em ngại nhận lắm luôn ý. Thì cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Đây là mấy cái món ăn mà làm từ tiền của chị dùng tiền của chị để mua nha chị ơi. Là chị cứ đơn giản thôi. Là chị ấy gửi á. Chị có nào? Là gửi tiền làm sinh nhật cho mấy. Vậy thì xin gửi lời cảm ơn tới chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị có thể nói lời cảm ơn thôi. Cô chào nè. Dạ, cô chào cho nè. Bây tổng trên mùa, trên mùa lúc sẽ hỏi lâu tôi cũng khiếp. Cô Linh, xin mời cháu. Ok, chúc mọi ca sinh nhật vui vẻ và sớm có bồ và rất khó tính lại. Và dịp gái nét nam một tí. Về năm sau có chồng rồi nha. Chồng có con thở. Rồi, chúc ca sinh nhật vui vẻ nè. Chúc sinh nhật vui vẻ. Vâng vâng và may may nha. Vui vẻ nha, mình cũng quay đây. Rồi ăn đi. À đi. Cô chào. Lỡ là nhiệt cho tỏ là tiết tốt là bây tiêu ua xin nhật cho mình. Bây tiêu tỏ là nhiệt tiết tốt tỏ là chỉ tả xin nó bây giờ là muốn nó bỏ lại sư.
chị dạ mà bên nội bên chị ta thọ chú linh nơi nó lè chồng mặt thọ chào đón đây chờ công sức đó chị cũng chào lắm nha thì có nào nó nên muốn gửi nhiều hơn lại là bộ mặt của Linh với Nu nhá hôm nay. Trời ơi chúng mày cái gì thế này? Mặt đầu chảo ấy. Chảo gì không? Ừ. Này sai của nó miếng thịt đã nó nè. Cho nó nếp nè. Năm nay không có nước uống để à như này rồi. Một cái nữa. Sao lúc này không? Ăn cho là con này. Nè nè, ấy đó, thấy ngon mà. Nha. Wow. Chua nó cứ kiểu. Mọi người nhìn càng thì mềm đậm. Mình gọn rau. Wow. Gọn rau chạy tuôn lợn. Bánh hồ chán ấy. Mùi tàu. Tàu rất là chút mềm tay mình. Mình chọn cái rừng châu tè hắn ra lại một tàu nhỉ. Cái liều. Nếu chạy nào của nhà nó non đi sẵn nữa. Học sư đợi ít, học sư trang đấy. Em nhớ nhiều gì, học sư hồi sách để cho ngang cơ đấy. Nhìn ra khác rồi. Ai? Có khó này hả chị? Ngon ngất trời. Ngài còn mệt quá. Cái cảm nhận gì về món ăn không? Không, tuyệt vời. Không, các bạn thích không? Con này có cảm nhận gì không? Mệt quá bây. Tại ngon quá, ăn nhiều quá, miếng to quá, thành ra nó hỏng hàn rồi. Mình đang ăn lấy nước chừng nha. Nước chừng thì sắp hết rồi. Ôi dạ ơi, là kìa canh với mình à. Canh gì vậy? Canh thọc chắc canh chừng. Ngồi ơi, thì mình cũng ăn xong rồi, mình no quá rồi, mình không tạo quà, sợ tí mình không tỉnh táo. Đây là quà mình tự gói, tự là cái này mọi người đừng có để ý, tí nó tự đông nha. Đó, thì mình sinh nhật nó thì mình có một cái hộp cho nó. Ừ, có quà nữa à? Không, không phải quà, cái hộp thôi. Hẳn có thôi, chưa hai tụi mình có. Tụi tăng nghèo mà. Xì xì. Sinh nhật mình sẽ đọc cho mọi người nha. Đây có. Cho chị tuổi mới thêm vui vẻ, xinh đẹp thôi mày không xinh đẹp. Yêu thương, bạn thân và sức khỏe dồi dào. Sớm gặp được người ý và trung nhân. Thành công trong công việc. Tin. Chúng ta tao biết hay hơn nên nó đọc kiểu gì ấy. Mình sẽ đọc kiểu gì á. Giặt đi. Mọi người mình đang nhìn qua mình vui quá. Còn mấy con này là chuẩn bị quà nha. Còn hai tụi này thì sáng nay bận cả buổi rồi. Nên là hôm qua thì tao chuẩn bị quà từ năm ngoái rồi. Cái gì nào mọi người? Bốc lây. Tinh tinh dây thở. Chắc mọi người không thấy đâu. Cái này là cái gì? Cái này là răng tay. Răng người. Thôi lấy ra thì nó lại dính hết đấy. Khăn quàng. Là như thế hả? Thì màu đông quàng không sợ. Xì xè. Một chào nữa. Ok. Đây là một chiếc bông tay nhỏ nhỏ xinh xinh này. Thơm nữa cơ. Nó xinh nước hoa đấy. Xong rồi, quà xong rồi ăn tiếp rồi mọi người. Ăn tiếp đi. Cái gì? Không. Mình đi làm TikTok. Trời ơi, ngoài mấy cái đồ ăn này ra thì không làm gì cả. Còn đặc biệt nhất là ê, có cái vườn chanh leo này. Chanh leo này. Cạnh này. Chiu 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 chiu. Bùng.